Để tiền hỗ trợ sớm đến tay người thụ hưởng, ngay trong tháng 4, gói hỗ trợ 62.000 tỷ đồng được triển khai. Người có công, đối tượng bảo trợ xã hội, hộ nghèo, cận nghèo được thụ hưởng ngay từ tháng này. Những người có quan hệ lao động, tức là có hợp đồng với doanh nghiệp, mất việc hoặc phải ngừng việc do dịch, thủ tục được thực hiện thông qua doanh nghiệp và xác nhận của chính quyền địa phương chủ sử dụng lao động vay tiền trả lương cần có giấy đề nghị vay bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh danh sách và số tiền phải trả cho từng người lao động có xác nhận của công đoàn cơ sở và bảo hiểm xã hội bản sao hợp đồng lao động quyết định ngừng việc bản sao báo cáo tài chính tài liệu chứng minh khó khăn tài chính tiền lương sẽ được chi trả trực tiếp vào tài khoản của người lao động để hạn chế tối đa tiêu cực lao động tự do là những người bị ảnh hưởng trực tiếp và lớn nhất bởi dịch bệnh và cũng là nhóm khó xác định nhất Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đề xuất gồm những người bán hàng rong, thu gom rác, bốc vác hàng, lái xe ôm, xích lô, bán vé số dạo, làm ở cơ sở ăn uống, lưu trú du lịch, chăm sóc sức khỏe. Thông tư của các bộ sau đó cũng sẽ quy định chi tiết để các địa phương có căn cứ thực hiện. Người lao động làm đơn gửi chính quyền xã phường để ra soát lập danh sách có sự xác nhận của trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố, cộng đồng dân cư với người lao động mất việc nhưng chưa đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp cần làm giấy đề nghị hỗ trợ kèm theo bản sao có chứng thực một trong các giấy tờ hợp đồng lao động đã hết hạn quyết định thôi việc thông báo chấm dứt hợp đồng sổ bảo hiểm gửi trung tâm dịch vụ việc làm nơi cư trú để giải quyết hộ kinh doanh cá thể thủ tục dự kiến cần có đơn đề nghị có xác nhận của cơ quan thuế kèm theo đăng ký kinh doanh nếu có sau đó gửi về Ủy ban Nhân dân cấp xã nơi đăng ký kinh doanh để xác minh, lập hồ sơ, gửi cơ quan chức năng quyết định. Xin được nhấn mạnh là khi triển khai gói hỗ trợ này thì các nhóm đối tượng như người có công, người nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội đang nhận trợ cấp hàng tháng, các lao động có hợp đồng thì tương đối dễ giả soát. Nhưng nhóm lao động tự do bị mất việc làm hiện nay rất đông nhưng lại khó xác định chính xác bởi vì di cư nhiều nơi làm nhiều nghề, chỗ ở lại không ổn định. Vì vậy, để không bỏ sót, không trùng lập đối tượng, các địa phương phải ra soát đối tượng lao động tự do trên địa bàn, lên danh sách và công khai để toàn dân được biết. Sau khi công khai danh sách này thì mỗi người dân sẽ là một người giám sát để đảm bảo sự công bằng cao nhất trong cộng đồng dân cư. Và tới đây chúng tôi cũng xin được kết thúc chuyện trong ngày.